để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa. Chúng ta bắt đầu nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, ta ơn Chúa cho những ơn lành Chúa ban trong đời sống của mỗi người chúng con. Đặc biệt hôm nay Chúa lại cho chúng con đến đây một lần nữa, dùng cái mạng Internet này để tĩnh tâm, để chia sẻ, để nhìn lại trong mùa chay, đặc biệt là trong tuần thánh này. Với cái chủ đề những ung thư của bệnh tâm hồn, xin cho chúng con biết phát hiện ra những mầm mống ung thư sớm để chúng con chữa, để chúng con không phải đau đớn mà chết đi, không phải chỉ thân xác mà trong tâm hồn. Xin Chúa giúp người nói cũng như người nghe, cá nhân con biết nói những gì Chúa muốn chúng con nói, và người nghe biết nghe những gì Chúa muốn họ nghe. Để tất cả mọi sự chúng con nghe, chúng con nói và chúng con làm đều làm sáng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng với Đức Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Dìm Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cho đến ngày hôm nay, mỗi ngày vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn hỏi là ông có phải là cha không vậy, mà sao ông cứ thích làm dấu bằng tay trái, ông làm cớ cho người ta phạm tội. Thì xin thưa với các bạn như thế này, làm phiền các bạn đã coi. Những người mà đã coi tôi thường xuyên thì biết, nếu các bạn coi trên YouTube mà tôi quay lại, tôi đặt máy tôi quay lại, tôi đang làm dầm bằng tay phải đây. Còn nếu các bạn coi trên cái gì, trên Facebook, thì bởi vì tôi đặt cái máy quay ngược cho nên đây là tay trái của tôi, nhưng mà các bạn lại tưởng nó là tay phải nhá. Thì đó là như thế. Thôi thì cầu nguyện cho nhau vậy, chứ biết sao bây giờ, chứ biết sao bây giờ nha. Rồi, thế các bạn, tại sao cái trong tuần tĩnh tâm này tôi gọi là những mầm mống ung thư của tâm hồn? Bởi vì cuộc đời linh mục của tôi đối diện với rất nhiều căn bệnh ung thư, nhiều người chết vì ung thư, và họ chỉ nói: thưa cha, nếu chúng con phát hiện được sớm thì nó đỡ hơn. Nhanh quá cha, chỉ vài tháng là chết. Thì tâm hồn của chúng ta cũng thế, nếu chúng ta không phát hiện ra được cái bệnh sớm thì cũng hơi cực đấy các bạn nhá. Nhá, hơi cực. Cho nên chúng ta cố gắng là chúng ta phát hiện ra sớm một chút xíu nhá. Rồi thì đó là tại sao tôi đưa ra những cái bài giảng cuối trong cái tuần này, những mầm mống ung thư của tâm hồn. Cũng nhắc lại những bài giảng, bài chia sẻ của tôi trên sóng đạo là những bài mà tôi giảng với chính mình, tôi nói với chính mình và tôi lên án chính cá nhân tôi. Cho nên đôi lúc nghe nó sống sượt, nghe có vẻ nó ghê gớm. Bởi vì tôi chửi tôi thì tôi có quyền chửi. Nếu ai cảm thấy tôi đang chửi các bạn là bởi vì các bạn giống tôi, phạm tội giống tôi. Cho nên những bài giảng của tôi là những bài giảng dành cho người tội lỗi mà sẵn sàng ăn năn sám hối và trở về. Còn những ai thánh thiện, những ai cảm thấy mình không hợp thì xin không vui lòng không lắng nghe nhá. Xin vui lòng không nghe, bởi vì nghe xong không tốt gì mà nó còn làm cho các bạn tội lỗi hơn thì tôi cũng không muốn nhá. Và Chúa chắc chắn Chúa cũng không muốn điều đó. Và cũng thưa với các bạn luôn là tôi chỉ sẽ cố gắng giảng các bạn trong tuần thánh này, tất cả mọi ngày trong tuần thánh này. Nhưng sau tuần thánh thì chương trình sống đạo tôi sẽ chỉ làm cái mỗi chủ thứ bảy về bài giảng của cuối tuần đó, và tất cả những cái khác tôi sẽ tạm ngưng, bởi vì sức khỏe tôi yếu, tôi cần thời gian để tập trung lo cho sức khỏe và chữa bệnh của mình. Và các bạn cầu nguyện cho tôi, khi tôi khỏe thì tôi sẽ trở lại thường xuyên hơn với những bài giáo lý và những bài nghiên cứu để chia sẻ đời sống đạo với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta chính thức vô những cái mầm mống ung thư của tâm hồn. Mầm mống thứ năm, ngày cuối cùng, mầm mống thứ năm là mầm mống không dám thể hiện đức tin. Trước khi tôi bắt đầu
thì chúng ta ôn lại bốn cái mầm mống mà chúng ta đã nói trong hai ngày vừa rồi. Sống đạo 202, chúng ta nói về hai mầm mống đầu tiên là mầm mống chán cầu nguyện và mầm mống cảm thấy đơn điệu khi sống đạo, là hai mầm mống đầu tiên. Ngày hôm qua sống đạo 203, chúng ta có mầm mống mất cảm thức của tội lỗi và mầm mống không nuôi dưỡng đức tin. Tức là, và hôm nay chúng ta đi vào cái mầm mống thứ năm, mầm mống không dám thể hiện đức tin. Thì trước khi chia sẻ với các bạn cái mầm mống thứ năm này thì có một chút xíu suy tư tôi muốn gửi đến các bạn. Những năm tôi học năm thứ hai thần học là năm mà cái scandal, cái vấn đề mà linh mục khai thác tình dục trẻ em nổ ra trong giáo hội Hoàn Vũ, và giáo hội Hoa Kỳ là giáo hội đầu tiên bị cái đó nó nổ ra. Đó là những năm mà tôi đang học năm thứ hai thần học. Cuối năm thứ hai thì tôi phải viết thư cho Đức Cha để xin được sẵn sàng, xin được chịu chức phó tế. Những năm đó là những năm giáo hội đi qua những cuộc khủng hoảng lớn, bởi vì nó mới nổ ra các linh mục lạm dụng khai thác tình dục của trẻ em. Tôi vẫn nhớ như in những hình ảnh khi chúng tôi mặc chiếc áo linh mục với chiếc cổ trắng đi ra đường. Ví dụ như đi mua đồ ăn trong siêu thị, đi bất cứ chỗ nào. Thì trước kia thì người ta hay cho mấy các cha hay chào các mấy đứa nhỏ rồi này nọ vui vẻ. Tôi nhớ như in cái hình ảnh lúc đó, mỗi lần khi anh em chúng tôi là những chủng sinh mặc chiếc áo cổ trắng đi ra ngoài, đặc biệt là trong các nơi chợ búa và chốn đông người, thì chúng tôi là hình ảnh của những con quỷ dữ. Chúng tôi đang là hiện thân của những con quỷ dữ, là những kẻ lạm dụng, là lợi dụng và khai thác tình dục của trẻ em. Họ nhìn chúng tôi với một con mắt ghê gớm và khinh bỉ. Họ nhìn chúng tôi. Và chúng tôi không thể lên án họ được. Bởi vì đó là những phản ứng của họ. Mà cái lỗi là thuộc về chúng tôi. Những anh em linh mục, những anh em giám mục, những anh em linh mục đã phạm tội. Những anh em giám mục che đậy những điều đó. Những anh em hồng y đã che đậy và không bảo vệ những người con của giáo hội. Cho nên cái lỗi không phải của họ khi họ nhìn chúng tôi là những con người như quỷ dữ, là những con người lạm dụng tình dục, những con người khai thác tình dục của trẻ em. Mà cái lỗi thuộc về chúng tôi. Chúng tôi đã đánh mất niềm tin nơi họ. Chúng tôi đã lợi dụng niềm tin của người giáo dân. Dĩ nhiên con số đó không phải là nhiều. Nhưng những con số nhỏ đó cũng đã làm cho hình ảnh của người chủ chiên trở thành người lừa đảo, người lạm dụng niềm tin và đã xóa bỏ niềm tin đó. Cho nên chúng tôi không có trách họ. Đó là phản ứng của họ, và họ phản ứng điều đó là bởi vì chúng tôi, bởi vì tội của chúng tôi, bởi vì những điều mà chúng tôi đã làm, đã đánh cắp, tôi dùng cái chữ là đã đánh cắp niềm tin của họ. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Tối hôm qua chúng tôi đi lễ truyền dầu, cũng là lễ lặp lại lời hứa của đời phục vụ của linh mục. Tôi vẫn nhớ như in sau ngày sau đó thì tôi được truyền chức linh mục. Và cứ mỗi năm khi chúng tôi trở về nhà thờ chính tòa để tham dự thánh lễ truyền dầu cùng với Đức Giám Mục và tất cả anh em linh mục trong địa phận, thì những cuộc biểu tình vẫn nổ ra ngay trước cửa nhà thờ chính tòa. Địa phận tôi thì ít, nhưng những địa phận mà đã nhiều linh mục và các giám mục đã bao che những cái điều đó. What's that here? Can I deal with that later? Because I'm preaching. Can I talk to you later? Anh em đợi tôi tí xíu. I'm on the conference. Can I talk to you later? Oh, sure. Okay. Okay.
và xin lỗi mọi người. Và những cái hình ảnh đó, những cuộc biểu tình diễn ra, những băng rôn gọi chúng tôi là những con quỷ, những băng rôn lên án những vị giám mục là những con quỷ dữ hơn, con quỷ mẹ bảo vệ con quỷ con. Và nó vẫn tiếp tục diễn ra, và cho đến ngày hôm nay nó vẫn diễn ra. Và chúng ta nhớ giáo hội Mỹ là giáo hội đầu tiên cái chuyện khai thác tình dục trẻ em của hàng giáo phẩm nổ ra. Và ngày hôm nay gần như nó đã nổ ra rất nhiều nơi trên toàn thế giới. Chỉ có ở Việt Nam nó chưa nổ ra. Tôi dùng chữ chưa nổ ra chứ không phải là không nổ ra. Nói như vậy để nói lên cái điều gì trong cái điều thứ năm này? Trong cái điều thứ năm này, không dám thể hiện, tức là không dám sống đức tin của mình. Ở địa phận Xuân Lộc có một cái điều rất là hay, đôi lúc tôi cảm thấy rất là hay. Tại vì tôi có vài lần tôi đi với các cha của địa phận Xuân Lộc. Thì đức cha Xuân Lộc bắt các cha là phải mặc đồ clerics. Khi đi ra khỏi địa phận thì phải mặc đồ clerics. Tức là bất cứ đi đâu cũng phải mặc đồ linh mục. Đó cũng là một cách để thể hiện cái ơn gọi linh mục của mình. Và đôi lúc là một cách để bớt phạm tội. Nhưng như tôi cứ nói giỡn với giáo dân là khi mà tôi lái xe mà tôi mặc cái bộ đồ linh mục, tôi lái xe đàng hoàng hơn. Tôi không có cắt người này, tôi không có chỉa người kia. Tôi không có cắt người này, tôi không có chỉa người kia. Và tôi đàng hoàng hơn. Một lần nữa tôi lên mục Martino Nguyễn Bá Thông, thuộc giáo xứ San Boniface, giáo phận Savannah của tiểu bang Georgia, đang trực tiếp live với các bạn. Các bạn tự do chia sẻ cái video này, Sống Đạo 204 và tất cả những cái video khác của tôi. Nhưng tôi nhắc lại các bạn, tôi không cho phép ai download để tải về trang của mình với bất cứ hình thức gì, đưa lên mạng với bất cứ hình thức gì. Đặc biệt các bạn rất cẩn thận những trang mạo danh của tôi, những trang Facebook, cũng như những website, chẳng hạn như website nguyenbathong.com. Đó không phải là website của tôi, của một người họ giả mạo danh của tôi. Và trong đó không những giả mạo danh mà họ xưng họ là linh mục, là cha thông. Và họ trả lời cho các bạn giống như họ đang là cha thông. Các bạn cần phải rất cẩn thận. Tôi chỉ có cái web, cái trang này, cũng như trang cá nhân là Martino Nguyễn. Nếu các bạn đã là bạn, đã theo tôi rồi, mà các bạn thấy một người khác mà cũng là Nguyễn Bá Thông, linh mục Nguyễn Bá Thông, kết bạn với bạn thì bạn đã biết đó là giả rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao các bạn vô, thì để tránh những điều đó và tránh những cái vấn đề bị lợi dụng sau này. Xong khi đó các bạn quay trở lại và nói là thưa cha là con đã bị lừa bởi vì lỗi tại cha, thì cái đó không phải lỗi tại tôi bạn nhá. Rồi rồi thì trở lại với cái vấn đề ngày hôm nay là chúng ta không dám thể hiện đức tin. Cái này tôi nghĩ nó xảy ra rất nhiều trong cái ơn gọi sống đời của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta sợ nói cho người khác biết mình là người Công giáo. Chúng ta sợ từ trong trứng nước. Vừa rồi cái chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay của Tổng Giáo phận Sài Gòn là đừng sợ. Đừng sợ có nghĩa là đừng có không dám nói lên sự thật. Có nghĩa là chúng ta phải dám nói lên sự thật. Sự thật không phải là nói để lên án, mà nói để góp ý và nói để hãnh diện mình là người Công giáo. Chúng ở Việt Nam các bạn được một cái ơn sợ từ trong trứng nước, sợ nhiều lắm, sợ cho người ta biết mình là người Công giáo, sợ nói lên sự thật và sợ không dám nói sự thật bởi vì sợ nó liên lụy tới mình. Tôi không biết đã có bao nhiêu người nói với tôi là thưa cha, là cha viết như vậy cha không sợ chính quyền Việt Nam hả? Cha không sợ họ không cho cha về Việt Nam hả? Cha không sợ là các giám mục Việt Nam không cho phép cha về Việt Nam giảng hả? Tôi bảo không. Chính quyền Việt Nam có cho tôi về Việt Nam hay không, nó chả liên quan gì, tôi chả sợ. Các giám mục không cho tôi giảng cũng chả sợ. Chúng ta phải sợ cái đấng duy nhất là đấng có thể giết được tâm hồn của mình. Chúng ta hãy sợ làm cho Chúa Giêsu Kitô buồn, chứ chúng ta đừng sợ những kẻ có thể hù dọa
có thể giết chết thân xác của mình, nhưng không giết được linh hồn của mình. Các bạn ở Việt Nam sống trong nhiều nỗi sợ hãi và lo lắng. Các bạn sợ nhiều thứ lắm. Sợ chính quyền, sợ bị làm phiền. Để rồi các bạn không dám nói lên sự thật. Để rồi cái đức tin của các bạn chỉ là một đức tin bị chôn vùi. Tôi nhớ trong Thiếu Nhi Thánh Thể có một bài hát. Nó hát là người ta đốt đèn không để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên cao cho mọi người xem thấy. Sự sống các con cũng phải tỏa ra như thế, để người ta xem thấy thì ngợi khen cha các con ở trên trời. Thưa các bạn, không phủ nhận bạn và tôi là những con người đầy tội lỗi. Và đôi lúc sự sống của mình không những đã không làm cho người ta ngợi khen cha, nhưng đôi lúc làm cho người ta phỉ báng Chúa. Nhưng chúng ta đừng vì những lúc sai trái, tội lỗi, yếu đuối đó mà chúng ta không dám đứng lên cao rao ngợi khen và rao giảng về Thiên Chúa đầy tình yêu. Các bạn sợ, tôi nhớ, sợ ngay cả trong khi sơ yếu lý lịch, sợ ghi mình là người Công giáo. Ra ngoài đường khi ăn, sợ không dám tuyên xưng mình là người Công giáo. Tôi nhớ có một lần khi tôi, lúc đó tôi còn làm phó sứ ở giáo xứ lớn nhất địa phận, thì tôi chia sẻ một cái bài là chúng ta đừng sợ khi đi ra ngoài nhà hàng, nhất là gia đình, đọc kinh với nhau, cầm tay nhau, và phải đọc như thế nào. Thì tôi nhớ và tôi nói là khi tôi ở giáo xứ lớn nhất và thứ nhì địa phận, thì tôi cứ nói một tuần tôi đi ăn ở ngoài nhà thờ, ngoài một nhà hàng 3 ngày, và hình như trong 4 năm tôi ở đó, hình như tôi trả chưa tới đủ 10 đầu ngón tay, lúc nào cũng có một người giáo dân họ trả. Thì tôi nhớ chiều hôm đó, sau thánh lễ chiều thứ bảy tôi giảng xong thì tôi đi ăn với một cha nữa, một cha khách. Chúng tôi đang ngồi trong cái tiệm nó gọi là Ruby Tuesday. Thì kế bên tôi có một cái gia đình có 3-4 đứa con và mấy đứa nhỏ. Thì tụi nó nói father, nó chào cha này nọ. Thì tới lúc mà người ta mang đồ ăn ra thì cái thằng bé, tôi nghĩ nó chừng 4-5 tuổi thôi, nó nói to lắm, nó bảo wait, nó nhiều luôn, nói to lắm mà cả nhà hàng, wait, we need to pray because father said today we need to pray before dinner. Có nghĩa là wait, cha bố mẹ mọi người đợi đã, chúng ta cần phải cầu nguyện. Bởi vì hôm nay cha bảo là chúng ta cần phải cầu nguyện trước khi ăn, ngay cả khi chúng ta đi ra ngoài, để cho mọi người biết. Nó nói to lắm. Thì mình ngồi, tôi có nhìn thấy cái mặt của bố mẹ của cái cậu bé đó đỏ lên. Tức là họ không biết phản ứng thế nào. Cả nhà hàng họ quay qua họ nhìn, bởi vì cái đứa nhỏ nó nói to lắm. Cái đứa nhỏ nó nói to lắm. Nó nói to vô cùng. Tôi ngồi bên này. Tôi nói, yeah, you go boy. Cái xong cái, nó nhỏ mà. Cái bố mẹ nó nói là, ok, vậy thôi con cầu nguyện đi. Thì nó giơ hai bàn tay ra vậy. Nó nắm tay bố mẹ nó với mấy anh em nó xong. Nó bảo, nó kìm lên nó bảo, what do we do? Nó nói to lắm. Chúng ta phải làm gì vậy? Tức là có thể nó không quen, là phải cầu nguyện sao? Cái bố mẹ nó nói thì, you do what you want, thì con làm gì như con muốn, là cầu nguyện sao con làm. Thì nó lấy rút bàn tay ra, nó chính trệ, nó là in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nó nghiêm nghị lắm. Tôi ngồi, tôi thiếu điều muốn buồn cười. Nó nói nhân dân cha và con và thánh thần, amen. Cái xong nó nhìn qua bố nó, nhìn qua mẹ nó không biết nói gì nữa. Nó nói là, so we just pray as Father said today. Nó nói, vậy là chúng ta vừa mới cầu nguyện trước khi ăn như là cha đã nói ngày hôm nay trong thánh lễ. Cái hình ảnh đó làm cho cuộc đời linh mục của tôi nhớ mãi. Đó là một niềm vui. Một niềm vui của một người giáo dân, một đứa bé, dám thể hiện cái đức tin của mình. Cái chứng bệnh này là một chứng bệnh, cái dấu hiệu, cái mầm mống này là một mầm mống ung thư rất quan trọng của tâm hồn.
nó đang nằm trong cuộc đời của bạn và tôi, và nó chuẩn bị phát triển. Nó chỉ đợi cái cơ hội con vi khuẩn đó nổi lên. Chúng ta sẽ chết trong tâm hồn, sẽ chết một cách đau đớn, sẽ chết một cách nhanh chóng. Và cái mầm mống này nó đang nằm trong cả những người đang ngồi đây, đang nghe, đang đi lễ mỗi ngày, đang đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày, nhưng rất sợ để sống cái đức tin mà mình đi lễ, mình đọc kinh, mình cầu nguyện. Đang rất sợ để làm điều đó. Vậy thưa bạn, đã đến lúc chúng ta phải chữa cái mầm mống thứ 5 của bệnh ung thư. Mầm mống không dám thể hiện đức tin, không dám sống đức tin, không dám bảo vệ sự thật trong đức tin. Đã đến lúc chúng ta cần phải giết cái mầm mống của đơn điệu, của văn hóa đám đông, của văn hóa theo mọi người, mà đã đến lúc chúng ta cần phải sống cái văn hóa của Thiên Chúa, văn hóa của sự thật, văn hóa của đừng sợ, và văn hóa của đức tin được thể hiện. Amen. Ai đồng ý với tôi đánh giùm tôi chữ amen. Đã đến lúc chúng ta không sợ, chúng ta phải giết con vi khuẩn sợ hãi để tuyên xưng niềm tin đó. Đôi lúc tôi đặt câu hỏi, thực sự tôi nhìn thấy thế này. Rất là nhiều nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam là những người Công giáo. Nhưng khi chúng ta bảo họ đừng sợ, chúng ta dạy họ cái tông huấn bảo vệ môi trường của Đức Giáo Hoàng Francisco, có rất nhiều người họ đứng lên họ bảo vệ, họ nói về cái vấn đề bảo vệ môi trường, và họ bị lên án, bị bắt bớ, bị cô lập, và giáo hội Công giáo không dám đứng lên để bảo vệ họ. Đó là những người giáo dân. Còn tôi thì tôi thấy, thực sự đôi lúc tôi thấy thương Đức Cha Hợp. Tôi cảm thấy Ngài bị cô đơn lắm. Tôi thấy Ngài không cô đơn đến độ như Đức Cha Đức Tổng Kiệt hồi xưa. Nhưng mà tôi thấy Ngài bị cô đơn. Có thể là bởi vì nó chỉ ảnh hưởng tới giáo dân của Ngài ở ngoài miền Vinh thôi. Ngoài Vinh thôi. Tôi cũng vừa nhận được một cái thông tin rất là tin tưởng, là hình như giáo phận Vinh sắp được chia đôi đó. Chia đôi, chia ba gì đó. Tức nói chung là chia. Chia nhỏ nó ra, divide and conquer, chia nhỏ để đánh lớn, thì nó sẽ bớt cái sức mạnh lại. Tôi cảm thấy Ngài bị cô đơn, tôi thương Ngài, tôi cầu nguyện cho Ngài. Bởi vì nó ảnh hưởng tới con ta thì ta lo, chứ còn nó đâu có ảnh hưởng tới con của tôi đâu. Cho nên cái đức tin của chúng ta, trong cái đời sống đức tin ở Việt Nam, chúng ta thích sống đức tin của cộng đồng, nhưng mà đức tin của niềm vui, đức tin chung. Nhưng mà khi buồn á, chúng ta bỏ chạy hết. Tôi chia sẻ trong bài thương khó vừa rồi, thứ Chủ nhật lễ lá vừa rồi, bao nhiêu ông hăng lắm, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ còn những người đàn bà ở đó với Chúa. Cái câu phúc âm trong cái câu cuối cùng kết cái bài thương khó Chúa Giêsu trong Thánh Marco Chủ nhật lễ lá vừa rồi, các bà đứng đó và nhìn người ta lăn tảng đá lấp ngôi mộ của Chúa, chả thấy hình bóng của các ông đâu hết. Chả thấy hình bóng của các ông đâu hết. Chúng ta sống đức tin, đã đến lúc cần phải thay đổi bạn ơi. Đã đến lúc cần phải thay đổi. Đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi. Đã đến lúc chúng ta phải dám sống và thể hiện đức tin của mình, chứ đừng sợ. Đừng sợ nói lên sự thật.
đừng sợ thể hiện đức tin của mình. Nói tới chuyện đừng sợ, vừa rồi tôi có coi live cái chương trình, không coi hết, coi một phần thôi, tại vì không có giờ coi hết, chương trình Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Nói tới đây chắc sắp sửa có vài người chuẩn bị chửi tôi đấy. Nhưng mà bởi vì cái chủ đề đừng sợ cho nên tôi nói. Tôi xin lỗi các bạn nhé. Tôi không biết ai làm chủ cái chương trình đó, hay là bởi vì đưa ca sĩ vô để quyến rũ bạn trẻ, tôi không biết. Ca sĩ Đan Trường được giới thiệu là người Công giáo, tới đó hát 3 bài chả liên quan gì tới Công giáo hết. Các bạn, đây không phải là một cái đại hội vui chơi, Đại hội Giới Trẻ Công giáo Mùa Chay. Các bạn có hiểu chứ, Công giáo Mùa Chay nó là gì không? Có những người binh vực bảo là, ở giới trẻ thì cứ cho nó hát những cái bài lung tung. Không những hát 3 bài chả liên quan gì tới Chúa, chả liên quan gì tới cái chủ đề đừng sợ, để sống đức tin. Mà bên cạnh đó tôi nhìn thấy một cái vũ đoàn ăn mặc super hở hang, tôi tưởng là họ đang nhảy nhót trong một quán bar, chứ không phải là một cái đại hội Công giáo Mùa Chay. Nếu họ nhảy trong một quán bar, trong một cái vũ trường hay một cái sân khấu chơi ở ngoài đường, tôi nghĩ cái hình ảnh đó ok, tôi không lên án họ. Chúng ta đang đứng giữa một cái đại hội Công giáo Mùa Chay, chúng ta nói họ đừng sợ là đừng sợ ăn mặc kiểu đó nhảy nhót như thế à? Tôi đề nghị các bạn trẻ trong Tổng giáo phận Sài Gòn viết thư lên cho ban tổ chức, xin là năm tới đừng làm như vậy nữa. Những cái bài hát cần nó có một chút xíu gì liên quan tới chủ đề. Còn nếu không thì thôi, chúng ta đâu cần phải có một cái chương trình văn nghệ, cái đại hội giới trẻ đâu cần phải có một cái chương trình văn nghệ với những ca sĩ nổi tiếng vô đó hát những cái bài chả gì hết, rồi gào thét. Tôi biết tôi nói là đụng chạm, nhưng mà tôi phải nói. Những ca sĩ tới đó hát những cái bài hát chả có liên quan gì tới Chúa, tới mẹ, chả có liên quan gì tới cái chủ đề đừng sợ. Đó là những cái bài hát tủ của họ, họ đưa lên đó để cho tiếp tục họ được nổi tiếng thôi, chứ không phải là vậy. Bởi chúng ta cần họ hả? Không, chúng ta cần chất lượng, chúng ta không cần số lượng. Đại hội giới trẻ chúng ta cần những bài giáo lý, đại hội giáo lý chúng ta cần những bài giáo lý để nói cho họ biết, để họ hiểu, để họ trở về, họ dám thể hiện và sống cái đức tin của họ, dám thách đố họ, dám vượt qua ngưỡng cửa của thời đại để sống cái đức tin. Ngay cả ngay cả khi chúng ta là những con người tội lỗi. Tôi không phải là người của Tổng giáo phận Sài Gòn. Đó là cái nhìn của tôi từ góc ngoài. Các anh chị em đang sống trong Tổng giáo phận Sài Gòn, những bạn trẻ. Và đặc biệt, các bạn dám viết thư lên không? Dám nói với họ không? Có một số ca sĩ Công giáo, các bạn nói không? Hay là các bạn cũng không dám nói? Tôi coi live mà tôi giật nảy mình. Dẫn theo một vũ đoàn giới thiệu oai phong đó chứ. Còn giới thiệu là anh có cả một vũ đoàn đi theo. Một vũ đoàn tới đó để làm gì? Để khoe mông, khoe đùi à? Không phủ nhận là tôi với bạn là người tội lỗi. Nhưng chúng ta đến đó để cố gắng vượt qua khỏi cái tội lỗi của mình các bạn. Để sống tốt hơn. Để đừng sợ, để sống theo ý Chúa, chứ không phải để tới đó để tiếp tục sống vùi dập trong cái tội lỗi của mình. Để chưa hết, tôi hỏi các bạn nè, giống như mọi người chửi tôi cái bài giảng là cái gì quên rồi, tình dục thì rất sướng, người ta sẽ nghĩ về đạo Công giáo. Tôi hỏi các bạn đó, những người không Công giáo, họ nhìn thấy một cái đại hội giới trẻ mùa chay Công giáo với chủ đề đừng sợ, với những bài hát đó, với những vũ công đó, thì họ sẽ nghĩ gì về người Công giáo? Một cái tát rất là mạnh vào người Công giáo, nó đi phản giáo dục lại luôn.
Bạn Linh Đỗ nói là thưa cha mình viết thư nên không ăn thua gì, tôi chắc chắn là thế. Bây giờ bạn thử đi. Và dạo này dùng sức mạnh của mạng đi. Các bạn đưa ra một lá thư để ai đồng ý thì ký thư kiến nghị đi. 50.000 cái chữ ký đưa lên thử coi coi họ có thay đổi không. Tôi chắc chắn họ thay đổi. Bạn Linh Đỗ đừng nói với tôi cái câu là ở trên nói mà dưới nghe. Bởi vì bạn nói lẻ loi, bạn không có nói trong một cái tính cách của cộng đồng. Vừa rồi chúng ta dạo này Việt Nam hay có cái tư tưởng là hay ký lắm mà. Viết một cái thư ký đi, kiến nghị là xin bỏ những cái điều đó. Xin những bài hát và những bài giảng, những cái chủ đề nó liên quan tới cái chủ đề của giáo lý, của chủ đề của cái đại hội đó. Đừng đưa ra nó ra ngoài cái chủ đề. Các bạn viết cái điều đó đi. Khỏi có nghe, tôi dám chắc chắn là họ sẽ nghe. Bởi vì các bạn không nói thôi, chỉ có một vài người nói. Bởi vì có thể các bạn sợ. Các bạn ngồi đây các bạn dám nói mà sợ người ta biết tới mình là ai, sợ ông cha xứ của mình sợ này nọ không? Cái mầm mống thứ năm của ung thư của tâm hồn là mầm mống không dám thể hiện đức tin của mình. Xấu hổ, sợ hãi, sợ bị bắt hại, sợ người ta chê cười, sợ bị liên lụy. Đó là một mầm mống rất quan trọng của bệnh ung thư tâm hồn. Cuối cùng, để tổng kết tất cả những cái mầm mống ung thư đó, tôi muốn trở về cái mầm mống cuối cùng. Để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa. Tôi nghĩ cái mầm mống này là căn nguyên của mọi mầm mống. Xin tất cả các bạn đừng đặt câu hỏi trong lúc tôi đang giảng. Đặc biệt là những chủ đề không liên quan, xin đừng vô đây đặt câu hỏi. Những người làm điều đó cho biết là chưa bao giờ nghe tôi giảng. Vô đây cũng không cần nghe giảng. Vô đây thấy tôi đang giảng cho nên nhảy vô hỏi theo ý của mình liền. Những người đó, xin các bạn biết mình là ai và đừng làm điều đó. Tôi nghĩ cái mầm mống cuối cùng và cái mầm mống quan trọng nhất, nó tóm lại 5 mầm mống chán cầu nguyện, cả mầm mống cảm thấy đơn điệu, mầm mống cảm mất ý thức tội lỗi, mầm mống không nuôi dưỡng đức tin, mầm mống không dám thể hiện đức tin. 5 mầm mống đó tóm lại trong một mầm mống này. Mầm mống quan trọng nhất là mầm mống chúng ta đã không còn cảm nhận được một cái mối quan giữa bạn hay giữa tôi. Tức là mỗi người chúng ta không còn có một mối quan hệ sống động với Thiên Chúa. Tiếng Mỹ chúng tôi gọi là không còn in a living encounter with God. Không còn trong một cái living encounter with God. Không còn trong một cái living encounter with God. Tức là cái đức tin của ta và Thiên Chúa không còn là một đức tin sống động. Nhớ đến đây tôi có nhớ một cái này. Ở Việt Nam tôi ít đi đám cưới ai lắm. Mà hình như hầu hết tôi không đi đám cưới ai nữa ở Việt Nam. Hình như tôi hầu hết tôi không đi đám cưới ai. Mà nếu có đến thì nhiều khi nó cũng đến trễ rồi. Nhưng mà có duy nhất có một lần tôi đi đám cưới là đám cưới đứa cháu của tôi. Bố tôi có 3 người con trước khi lấy mẹ tôi. Cho nên đứa cháu là cùng, tức là bố của nó với tôi là cùng cha khác mẹ. Tôi đi đứa cháu, tôi làm lễ cưới cho đứa cháu của tôi. Thì thế này. Tới giờ ăn, chả thấy làm dấu, làm dúng gì hết. Một đám cưới công giáo mà chả thấy làm dấu, làm dúng gì hết. Thế tôi hỏi tại sao? Thì người ta bảo là cái văn hóa Việt Nam là cái vấn đề công giáo nằm trên nhà thờ rồi. Còn ở chỗ đám cưới á, là của ngoài đời, cho nên không có cần làm dấu. Tôi trả lời với nó, nếu không làm dấu thì tôi đi về.
Tôi không thể chấp nhận cho một người thẳng thắn tát vào mặt Thiên Chúa của tôi như thế. Và đó nó đi vô cái văn hóa Việt Nam. Và sau đó tôi hỏi ra thì đó là một cái thật sự, nó là như thế. Là những đám cưới công giáo trước khi ăn không hề làm dấu, không hề tạ ơn Thiên Chúa, không hề cảm ơn Thiên Chúa cho những của ăn mà chúng con sắp lãnh dùng do lòng rộng rãi của Thiên Chúa ban ra. Và rất nhiều như thế, ngoại trừ cái đám cưới nào có giám mục thì họ sẽ mời vị giám mục lên. Ngay cả những đám cưới có linh mục họ vẫn không làm dấu. Và họ coi cái đó là cái giờ đó là cái giờ của ngoài đời, chứ không phải là giờ công giáo. No. Chúng ta cần phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cái tuyên xưng đức tin của mình chỉ cần xin lỗi những người không công giáo thôi. Chúng tôi là những người công giáo, chúng tôi tin tất cả những gì chúng tôi có là đều do Chúa ban, ngay cả của ăn chúng tôi có hôm nay. Cho nên xin các bạn cho chúng tôi 1-2 giây phút yên lặng để chúng tôi cầu nguyện và cảm tạ Chúa, và chúng ta làm dấu, xong khi đó chúng ta ăn. Tại sao phải sợ? Tôi nói cái điều này đúng không? Các bạn nào thấy đúng đánh giùm tôi chứ amen. Ai thấy đúng chia sẻ cái video này cho mọi người khác cùng nghe với nè. Không. Share cái video này, chia sẻ cho mọi người. Chúng ta không dám sống cái đức tin. Chứ tôi bảo đó là cái ngoài đời. Ok, nếu đó là cái ngoài đời vậy thôi chúng tôi đi về. Tôi đề nghị, tôi nghĩ là đôi lúc tôi chắc khùng khùng vậy, dạo này càng già càng khùng. Thế mà cái đám cưới nào không, tôi đứng dậy tôi kêu gọi, nếu ai những người công giáo đi ra ngoài tôi đãi ăn. Bởi vì họ thực sự họ tát một cái tát vào mặt Thiên Chúa. Trong khi đó bạn và tôi, bởi vì sợ làm cho họ buồn, cho nên thôi mình ráng. Sợ làm cho họ buồn có bằng sợ làm cho Thiên Chúa buồn không? Cái điều đó không phủ nhận là có những lúc chúng ta ăn chúng ta quên làm dấu. Nhưng mà khi đã được nhắc nhở thì lại có cái lý do là chỗ này không phải là cái chỗ để làm dấu. Chỗ này là chỗ của ngoài đời, còn nhà trong nhà thờ. Ừ. No. Đã đến lúc chúng ta cần phải có, chúng tôi gọi là một cái living encounter with Jesus. Tức là một cái mối quan hệ sống động với Thiên Chúa. Khi bạn và tôi không còn cái lý do là một mối quan hệ sống động với Thiên Chúa, không còn cảm nhận được tình thương của Chúa, thì căn bệnh ung thư đó, cho dù chúng ta đang ở trong nhà Chúa, căn bệnh ung thư đó nó sắp sửa phát triển rồi. Mà nó phát triển là sẽ chết một cách tức tưởi, một cách đau đớn, một cách nhanh gọn. Và cái chết đây, tôi đang nói là cái chết của tâm hồn. Cái chết của tâm hồn nó ghê gớm hơn nhiều các bạn. Cái chết của tâm hồn nó ghê gớm hơn nhiều các bạn nhé. Cố gắng lên các bạn. Thưa các bạn, ngày mai tôi sẽ chia sẻ về bữa ăn cuối cùng của tử tù Giê-xu. Ngày thứ năm tuần thánh. Hôm nay thứ tư tôi kết lại trong cả ba bài. Ngày hôm thứ hai, thứ ba, sống đạo 202, 203 và 204 trên chương trình live show sống đạo. Những mầm mống ung thư của tâm hồn. Nếu nhìn lại, bạn Nguyễn Ngọc Huệ ơi, còn thiếu một cái nữa. Cái thứ năm là cái quan trọng nhất. Đó là không có một mối quan hệ sống động với Thiên Chúa.
đã đến lúc bạn và tôi phải nhìn lại chính mình. Nhìn lại lối sống của mình. Đừng nói là chúng ta đang ở trong nhà thờ, chúng ta vẫn đi lễ, đi lại, vẫn đọc kinh cầu nguyện đủ đấy. Nhưng nếu chúng ta không có một mối quan hệ sống động, một living encounter với Chúa, thì chúng ta sẽ cũng sắp chết rồi. Cái câu chuyện của người con hoang đàng nhắc cho chúng ta người anh cả. Anh ta đang sống ở trong nhà với bố, nhưng mà có bao giờ anh ta cảm nhận được tình thương của bố đâu. Không những vậy, anh em của anh còn có thói ganh tị và khó chịu nữa chứ. Cho nên sống ở trong nhà chưa đủ, phải cảm nhận được tình thương của Chúa. Bạn thân mến, hôm nay bạn và tôi hết tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta không có những mầm mống ở trên của bệnh ung thư tâm hồn, nếu chúng ta có một hay hai mầm mống trong sáu cái mầm mống trên, thì chúng ta xin Chúa ơn can đảm, tạ ơn Chúa cho những mầm mống chúng ta không có, và xin Chúa sức mạnh và ơn can đảm cho những mầm mống mà chúng ta có. Đừng quá hãnh diện với những mầm mống mà chúng ta không có, để rồi chúng ta để một hai cái mầm mống khác nó giết chúng ta. Đã đến lúc bạn và tôi cần phải nhìn lại để chia sẻ. Để nâng đỡ. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ mỗi người chúng ta. Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả các bạn. Và giờ đây, các bạn có thể đặt những câu hỏi liên quan đến cái mầm mống của thứ 5 và thứ 6 hôm nay. Mầm mống ung thư của tâm hồn, mầm mống không dám thể hiện đức tin, và mầm mống không có mối quan hệ sống động với Thiên Chúa. Tất cả những câu hỏi khác, các bạn xin gửi về songdaocongiao@gmail.com và tôi sẽ từ từ trả lời cho các bạn. Một lần nữa nhắc lại, xin không đặt những câu hỏi không liên quan tới chủ đề hôm nay. Và các một lần nữa, tôi lên mục Martino Nguyễn Bá Thông thuộc giáo xứ San Boniface, giáo phận Savannah của tiểu bang Georgia, đang trực tiếp với các bạn trong tuần thánh năm 2018 này. Ngày thứ ba trong 3 ngày của chủ đề những mầm mống ung thư của tâm hồn. Ngày mai thứ năm tuần thánh, chúng ta sẽ chia sẻ bữa cơm cuối cùng của tử tù Giê-xu. Ngày thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm Chúa nằm trong mồ, chúng ta sẽ nói về vấn đề những cái sự ra đi của Đức Tổng Phao-lô Bùi Văn Đọc và những cơ hội đã bị đánh mất. Các bạn chia sẻ cái video này và để cho mọi người cùng có thể đồng hành. Tạ ơn Chúa cho những điều ta đã làm được. Xin Chúa ban ơn và trợ giúp. Và chúng ta cố gắng làm những điều chúng ta chưa làm được để chữa mầm mống của căn bệnh ung thư. Sau đó chúng ta không phải chết với căn bệnh ung thư của tâm hồn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đừng sợ các bạn nhé. Rồi, bây giờ các bạn có thể đặt câu hỏi để tôi xem coi có ai câu hỏi gì không. Bạn Nga Trương nói, thưa cha, con nghĩ sau khi nghe cha giảng, khi tổ chức đám cưới, chúng con sẽ tạ ơn trước khi ăn. Cảm ơn cha đã dạy chúng con. Dạ, thực sự chả dạy gì, tôi thấy thì tôi chia sẻ thôi. Cảm ơn bạn Nga Trương. Nó không phải chỉ cái đám cưới, tiệc sinh nhật hay bất cứ cái gì cũng vậy. Chúng ta là những người Công giáo, chúng ta cần phải sống và phải thể hiện cái đức tin của mình. Và chúng ta đừng sợ. Một khi chúng ta đã có một cái mối quan hệ sống động với Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ dễ dàng để làm những điều đó hơn. Các bạn. Vâng. Bạn Châu Nguyễn trả lời, thưa cha, con có đủ 6 luôn, 6 cái mầm mống ung thư. Thì bây giờ mình bắt đầu từ trong năm nay, mình sẽ chọn một cái mầm mống nào đó để mình sửa, mình thay đổi cái mầm mống đó bạn nhé. Rồi,
Bạn Teresa, khi các bạn đánh câu hỏi, một lần nữa tôi nhắc lại, chỉ những câu hỏi liên quan tới chủ đề. Những câu hỏi không liên quan tới chủ đề xin vui lòng gửi về songdaocongiao@gmail.com. Và khi đánh câu hỏi xin đánh có dấu, bởi vì các bạn đánh có dấu, không có dấu tôi không thể nào đọc được. Và xin đừng viết tắt theo kiểu của Việt Nam, bởi vì tôi cũng không đọc được là bạn viết tắt. Ví dụ chữ chồng, chữ vợ, tôi không đọc được là bạn đang viết cái gì nhá. Mà khi không viết đọc được cái gì thì tôi không hiểu bạn nói gì để trả lời cho bạn. Nguyễn Ngọc Huệ, tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha về buổi tĩnh tâm này để chúng con có cơ hội lĩnh lại những thiếu sót, nhờ đó chúng con sẽ sửa đổi. Vâng, cùng cầu nguyện cho nhau thưa chị. Du Xe Trọng hỏi, thưa Cha, con không biết các cha khác có được học như Cha không? Nếu mà cũng được học như Cha, sao về phụ trách các giáo xứ, các cha không làm những chương trình giáo huấn và giải thích, chia sẻ những gì các cha biết về Chúa? Chứ Cha biết ở những quê nghèo người dân làm gì có kiến thức sâu rộng, cần được các cha tuyên truyền, hướng dẫn và dẫn đưa mọi người về Chúa. Dạ thưa bạn, trong chủng viện thì các cha đều đào tạo như nhau, và mỗi người có một cái ơn gọi, một cái gift. Chẳng hạn như tôi nói giỏi mà tôi không viết giỏi. Có thể các cha nơi xứ của bạn không nói nhưng mà viết, chẳng hạn như tôi, bạn bảo tại sao Cha Thông không viết thì tôi không viết được. Cho nên thì tôi nghĩ là những cái gì mà các bạn cần, đôi lúc các cha cũng không biết các bạn thiếu cái gì. Chẳng hạn như các bạn cần cái gì thì các bạn cần phải nói. Chẳng hạn như trong giáo xứ của tôi, trong mùa chay tôi có 6 cha tới giải tội 3 tiếng đồng hồ. Giáo xứ tôi chỉ có 800 người thôi, cả lớn lẫn bé, từ sinh ra cho tới già nuôi chỉ có 800 người thôi. Có các cha giải tội, giáo dân có thể hẹn tôi giải tội bất cứ lúc nào. Vậy mà ngày hôm qua và ngày hôm nay, ngoại trừ cái giờ sống đạo, tôi giải tội suốt cho giáo dân. Bất cứ lúc nào giáo dân tới, tôi sẽ ngồi trong tòa giải tội cho với giáo dân. Cho nên đôi lúc trừ khi tôi chính tôi đặt câu hỏi, chúng ta kêu gọi giáo dân đi xưng tội, mà chẳng hạn 10 cha, 15 cha tới ngồi 2 tiếng, 1 tiếng đồng hồ một cha giỏi lắm giải được 40 người. 1 tiếng là 60 phút, mà giỏi lắm là giải tội được 40 người, 2 tiếng là được 80 người. Đúng không ạ? 2 tiếng được 80 người. 10 cha thì mới được có 800 người à, mà giáo xứ mình tới 4-5 ngàn người lận. Vậy thì còn 3 ngàn người khác họ đi xưng tội ở đâu và lúc nào? Giáo xứ tôi có 800 người thôi, mà chẳng hạn sáng hôm nay là đã mấy chục người rồi, và ngày hôm qua nữa và ngày hôm nay. Nhưng tôi có những cái luật riêng của tôi, là thứ 5, thứ 6, thứ 7 tuần thánh tôi không giải tội, ngoại trừ những trường hợp bất đắc dĩ. Tôi đã thông báo trước cho giáo dân rất rõ ràng, tôi giải tội bất cứ lúc nào cho đến tối thứ 4 tuần thánh. Bởi vì thứ 5, thứ 6, thứ 7 tuần thánh tôi cần thời gian riêng cho tôi. Tôi cần yên lặng, tôi cần đào sâu cái mối quan hệ sống động của tôi với Thiên Chúa. Chứ không thôi, các bạn đã nhìn thấy các cha thứ 5, thứ 6, thứ 7 tuần thánh khi bước lên bàn thờ nhìn như một cái xác không hồn, bởi vì quá mệt mỏi phải giải tội, quá mệt mỏi để lo những công việc của giáo xứ. Thì đó là cái luật riêng của tôi, là tôi giải tội trước đó, và thứ 4 và thứ 3 và thứ 4 trước đó tôi giải tội suốt ngày cho giáo dân. Nhưng thứ 5, thứ 6, thứ 7 tuần thánh thì tôi không giải tội, và tôi đã thông báo từ trước, cho nên không có lý do gì mà giáo dân tôi không nghe. Cái đó họ không nghe, không biết, đó là lỗi của họ, không phải lỗi của tôi. Ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng, những trường hợp khẩn cấp thì tôi sẽ sẵn sàng làm. Cho nên đôi lúc nói cái điều này để trả lời bạn Du Xe Trọng, và xin bạn nói chuyện với các cha xứ của mình. Đôi lúc khi các cha xứ nhìn thấy nhu cầu thì các ngài sẽ tìm cách để fulfill, là để giúp bạn có những cái điều đó bạn nhé. Bạn Phúc Nguyễn hỏi, thưa Cha, đúng như vậy, khi đến những nơi như quán ăn, đình đám mà toàn người Công giáo, không có mấy người dám làm dấu để tuyên xưng đức tin, tạ ơn Chúa, mà làm dấu thì làm cách rụt rè qua la. Thưa bạn Phúc, nó không hẳn là bởi vì cái đám mà toàn người Công giáo, cái đám mà toàn người Công giáo cũng không có quan trọng. Cái quan trọng là cái người tổ chức đám là người Công giáo, chứ không phải là bởi vì toàn người Công giáo thì chúng ta làm, mà đa số người Phật giáo thì chúng ta không làm. Không, chúng ta là người chủ nhà, cái người tổ chức là Công giáo thì chúng ta cần phải làm dấu và tuyên xưng đức tin. Chúng ta phải nói ra cái đức tin của mình. Chứ nếu mà toàn, chẳng hạn cái đám rất nhiều, đa phần là người Công giáo, nhưng mà người tổ chức là người Phật giáo, thì chúng ta sẽ phải làm dấu riêng. Chúng ta không thể bắt họ phải theo ta, bởi vì chúng ta không phải là người chủ nhà. Chứ cái vấn đề ở đây không phải là đa số là Công giáo hay Phật giáo. Cái vấn đề ở đây là chúng ta là người tổ chức, chúng ta có dám tuyên xưng niềm tin của mình hay không, thưa bạn nhé. Bạn Trần Công Quyền hỏi, phải làm sao để giữ được phong độ sống đạo khi cuộc đời đầy giấy cạm bẫy, thưa Cha? Bạn hỏi một câu quá chung chung, tôi không thể nào biết được, không có câu trả lời cho bạn. Giống như từ ngày tối hôm qua tôi có chia sẻ, có người hỏi, thưa Cha, làm sao để cuộc sống đạo của con tốt hơn? Cha nói cho ông có câu trả lời. Giống như con hỏi cho một câu làm sao để đi Mỹ, Cha không biết làm sao để đi Mỹ.
Chẳng hạn như con hỏi với cha, thưa cha, đây là cái con đường con dự tính đi Mỹ, con tính đi thế này, thế này, thế này. Không biết cha thấy có được không, cha có ý kiến gì góp cho con thì tôi mới góp ý được. Bạn hỏi làm sao đi Mỹ, tôi trả lời bạn xuống vượt biên, bạn nói bạn sợ, bạn không muốn đi, bạn muốn đi bảo lãnh thì tôi không thể giúp bạn được. Cho nên một câu hỏi của bạn nó hay nhưng mà thực sự nó quá chung chung, cho nên tôi không thể trả lời được. Làm sao để giữ được phong độ sống đạo khi cuộc đời đầy dẫy cạm bẫy, thưa cha, tôi không biết cái cách sống đạo của bạn như thế nào, tôi không biết cái cách cầu nguyện của bạn như thế nào. Bạn đang bị struggle, tức là bạn đang bị nó ảnh hưởng cái nào và tôi có thể giúp được gì cho bạn. Những câu hỏi quá chung chung như vậy thì tôi không thể nào có câu trả lời. Xin lỗi bạn Trần Công Quyền nhé. Bạn Anh Thùy nói, con thấy bây giờ con chỉ có thể sửa đổi thôi chứ không cần hỏi nữa ạ, vì con phạm vào tất cả mầm mống này luôn, chắc Chúa giận con rồi. Không, con, Chúa không bao giờ giận con. Chúa là đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng, cho nên Chúa không thể giận được, bởi vì giận là cái điều xấu, mà Chúa thì đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng. Chúa không giận, Chúa vẫn đầy yêu thương. Cho nên chúc mừng con hãy trở về với Chúa để cảm nhận và để sống trong cái tình yêu thương của Chúa nhá. Đó là cái điều cần thiết con phải làm, chứ con đừng có... Ủa, chết tôi rồi. Không biết tôi đang live mà nó nhảy đi đâu mất rồi. Có còn đang live không vậy? Tự nhiên cái nó nhảy một cái là chết luôn hả Thắng? Ok, vẫn còn đang live không? Các bạn có còn thấy tôi đang live không? Hay là tôi đã chết rồi? Nếu tôi chết rồi thì các bạn báo cho tôi biết. Rồi xong luôn. Còn không các bạn? Tự nhiên một cái màn hình nó nhảy, cái một nó nhảy ra user script update gì, source code gì xong cái rồi. Rồi xong rồi các bạn ơi. Các bạn coi tôi có còn đang ở với các bạn không hay tôi đã đánh mất rồi. Hình như còn. Tự nhiên nó nhảy qua một cái màn hình rồi nó nhảy lên lung tung. Vẫn còn phải không các bạn? Hình như là còn, tôi nghĩ như vậy. Rồi, ok. Rồi, chúng ta coi tiếp câu hỏi của ai kế tiếp. Bạn Trương Thị Viên hỏi, kính thưa cha, chúng con cứ quên làm dấu trước khi ăn thì phải làm sao cha? Dạ, lấy một cây thánh giá cột vào bàn tay của mình để trước khi ăn cầm cái đũa mình nhìn thấy cây thánh giá thì mình làm dấu. Đó là một trong những cái cách nha. Bạn Nguyễn thường hỏi, thưa cha, cho con hỏi làm sao để sống thật với lòng mình được ạ? Đừng sống giả dối thì sẽ là sống thật thôi con. Để chúng sống thật thì chúng ta đừng sống giả dối, chỉ có vậy thôi. Bạn Thanh Trâm hỏi, khi ăn thì mình cần làm dấu thôi phải không cha? Có cần đọc kinh gì không thưa cha? Dạ thưa, cái vấn đề là làm dấu mà bạn có hiểu bạn đang làm gì không, hay làm như một cái máy? Cái quan trọng là để ngừng lại, để tạ ơn Chúa. Ngừng lại để tạ ơn Chúa trước khi ăn, đó là điều cần thiết chứ không phải là vấn đề làm dấu hay đọc kinh. Bạn Hiếu Đỗ hỏi, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha đã thức tỉnh chúng con, xin cho chúng con ăn can đảm thay đổi bản thân và sống đạo tốt, sốt sáng hơn, dám tuyên xưng niềm tin vào Chúa mọi nơi mọi lúc. Cảm ơn bạn Hiếu Đỗ rất là nhiều. Bạn Lâm Đặng hỏi, cha ơi, cho con hỏi là con luôn đọc kinh và cầu nguyện mỗi ngày, luôn mật thiết với Chúa, và sau đôi lúc con cũng lạc lõng suy nghĩ, vậy con phải chữa làm sao? Con cảm ơn cha, mình thánh Chúa con rước mỗi ngày mà vẫn còn bệnh ung thư tâm hồn, có phải con yếu đuối không cha nhỉ? Cha hoàn toàn không hiểu con đang hỏi gì. Cha xin con vô gặp cha xứ của con, bởi vì có thể cái câu hỏi của con nó có chiều sâu ghê gớm lắm, cho nên xin gặp cha xứ để hỏi. Còn cha chịu thua, cha không hiểu con đang hỏi gì luôn nhá. Mây bay cuối trời, thưa cha, hàng ngày cầu nguyện chung với hai cháu nội. Thưa cha, con hàng ngày cầu nguyện chung với hai cháu nội và đọc kinh thánh thường xuyên mỗi đêm. Con muốn nói cho hai cháu hiểu tại sao con nói các cháu đọc kinh thánh nhưng con cảm thấy chưa thuyết phục. Xin cho các cách giúp nào nói rõ ràng. Dạ, để có một cách nói rõ ràng và thuyết phục người khác về kinh thánh thì bạn cần phải học. Bạn thứ nhất là bạn đang đọc đúng rồi đó. Cái này không dám dùng chữ bạn đâu, bởi vì bạn đã có cháu nội rồi. Cái này dùng chữ chị đi nhá. Chị hay là anh đang học đúng rồi đó. Đang đúng rồi. Đúng một phần thôi chứ chưa đúng hết. Là chị đang đọc kinh thánh nhưng mà chị chưa có học kinh thánh. Để học kinh thánh thì chị phải đi theo những cái khóa học kinh thánh của nhà thờ.
Khi chị học, chị có kiến thức rồi thì chị mới có thể thuyết phục được người khác. Khi chúng ta không có học, không có kiến thức thì chúng ta không thể thuyết phục được người khác được. Và tôi tin chắc là giáo xứ nào cũng có các lớp dạy kinh thánh, đặc biệt ở bên Hoa Kỳ. Những giáo xứ nào không có những lớp dạy kinh thánh cho người lớn, tôi đề nghị các bạn vô gặp cha xứ và xin có những lớp kinh thánh cho người lớn. Và khi bạn đọc ở nhà là điều rất tốt, mà bạn học ở trên những cái lớp đó nữa thì bạn sẽ có một cái kiến thức. Và khi chúng ta có kiến thức thì chúng ta sẽ sẵn sàng dám chia sẻ, dám nói và dám chia sẻ, dám nói. Và khi chúng ta nói sẽ có thuyết phục hơn rất là nhiều. Ok. Bạn Nguyễn Ngọc Huệ nói cái này, cảm ơn bạn. Xin mọi người sửa đổi điều thứ 5 ngay bây giờ bằng cách chia sẻ cái video này đi ạ. Ừ đúng rồi nhờ. Ai cũng nói là con cái gì không dám tuyên xưng đức tin. Nhưng mà trên Facebook của mình, tôi hỏi thiệt các bạn, những người công giáo nè, trên Facebook của các bạn, cái status nói về Chúa, về đức tin nhiều hơn, hay cái status để share những cái câu chuyện cười nhiều hơn, hay những cái câu đau đau nhiều hơn? Đó, tôi hỏi thật các bạn đó. Facebook của người công giáo, có những người còn hay lắm. Hồi đó cha Phạm Quang Long đã lên án và tôi đồng ý, là đưa cả hình Chúa, hình mẹ lên trên đó, nhưng mà toàn share, tức là cái avatar của mình để hình Chúa, hình mẹ, hay lắm. Nhưng mà trong cái vô đọc trong Facebook của mình toàn chuyện cười, chuyện tục tíu, chuyện này nọ, không à, chả thấy một cái bài nào nói về Chúa, về mẹ hết. Vậy tôi hỏi các bạn là Facebook của người công giáo mà nói về chuyện tào lao thiên địa nhiều hơn là cái chuyện của người công giáo, vậy thì chúng ta có đang sống đức tin của người công giáo? Chúng ta đang có dùng Facebook để chia sẻ cái đức tin không? Hay là chúng ta không? À, để tôi coi thử coi bây giờ tôi được bao nhiêu người chia sẻ cái Facebook cái này rồi nhỉ? Để tôi xem thử coi. Được bao nhiêu người share rồi. Hiện bây giờ đã có bao nhiêu người coi rồi. Để tôi coi coi. Có 14.000 người reach. Ok. Có 373 người share. Và hiện bây giờ tôi đang có bao nhiêu người coi đó. Các bạn đã dám share không? Dám không phải là chỉ share cái video của tôi, mà share những cái bài nói chuyện rất tốt của người công giáo, có dám share không? Hay là trên Facebook của người công giáo mình để hình Chúa, hình mẹ cho nó oai thôi. Mà chả bao giờ. Nói vậy tôi cũng mới nói thật, tôi có những người bạn là người công giáo. Tôi vô Facebook của họ, tôi thấy toàn share chuyện của bạn, của bè không à. Không bao giờ dám share những cái gì của người công giáo đó. Đức tin của người công giáo của họ, nhưng đức tin chết. Đôi lúc share đây không phải chỉ những bài viết, tôi nói chẳng hạn mình đi lễ lá, mình có thể viết chụp một cái hình, các bạn hay có vấn đề tự sướng đưa hình lên lắm mà. Đi lễ lá, các bạn đi lễ, các bạn có dám nói với Chúa không? Các bạn có nói với Chúa lại, Chúa, hôm nay con đi lễ này, con cầu nguyện cho Chúa, xin tạ tội con này nọ. Đưa những cái hình đó không? Toàn là check in nào, Starbucks, coffee với lại những cái đồ ăn, đồ uống chụp hình, nhưng mà đi nhà thờ thì không dám chụp đưa lên, sợ người ta biết là mình có đạo. Bạn Trung Nguyễn nói, con thấy ung thư thể xác thì có bảo hiểm, nhưng ung thư và tâm hồn thì biết trông cậy Chúa. À, sai hoàn toàn thưa bạn. Hôm nay tôi không nói về ung thư tâm hồn, hình như bạn nghe mà bạn chưa hiểu thưa bạn Trung Nguyễn. Tôi đang nói tới những mầm mống có thể gây bệnh ung thư của tâm hồn. Và những mầm mống đó bạn và tôi có thể chữa được. Bạn và tôi có thể thay đổi để giết đi những cái mầm mống đó được. Chứ không phải chỉ ngồi đó chỉ nói cái cậy trông vào Chúa, cái đó không chấp nhận được. Bạn Tuyết Nguyễn hỏi, cha ơi giờ cha đang ở nước ngoài hả cha? Dạ cha ở nước nào chả liên quan gì tới ơn cứu độ của con. Chúng ta lên đây để giúp nhau sống ơn cứu độ chứ đừng có tò mò nhé. Bạn Đỗ Phượng nói, thưa cha con theo đạo nhưng con ít nói về Chúa với những người chung quanh. Nhưng con biểu hiện qua đời sống của gia đình con thương yêu nhịn nhục, con cũng luôn nhắc nhở con cái con phải sống trong tình yêu thương. Như vậy có nằm trong một trong năm bệnh đó không? Dạ có con. Đây. Cái của bạn, tôi không nói là của bạn sai. Sống theo điều lời Chúa là điều tốt, nhưng mình cũng phải nói và rao giảng về Chúa nữa. Tôi nhớ có một lần tôi tranh luận với một giám mục ở Việt Nam. Họ nói chúng ta truyền giáo thì truyền giáo bằng đời sống thánh thiện của mình thôi, không cần phải rao giảng. Thì tôi không chấp nhận. Tôi nói mình phải làm cả hai. Cả cái đời sống của mình
và vẫn phải rao giảng. Cái vị nói không, chúng ta chỉ cần sống đời sống thánh thiện. Bây giờ con hỏi, các tôi quay ngược qua tôi hỏi, vậy con hỏi thiệt Đức Cha nè, từ ngày Đức Cha lên làm giám mục tới giờ Đức Cha sống đời sống thánh thiện, Đức Cha bao nhiêu đứa nó theo đạo bởi vì cái đời sống thánh thiện của Đức Cha này? Nói cho con nghe. Tôi biết có những người sẽ nói là chúng ta cần những người cái gì thực hành chứ không phải cần những thầy giảng. Cái đó đúng, nhưng mà chúng ta cần cả hai. Chúng tôi không thể đi học mà chúng ta nói chúng tôi không còn ông thầy, chúng tôi chỉ còn ông là cái người sống cái điều đó được. Nó cả hai, vừa phải sống và vừa phải giảng dạy và vừa phải làm để cho người ta biết. Nếu chúng ta chỉ làm một thì chưa đủ. Phạm Thúy hỏi, cha ơi nhắc lại dùm cho con mầm mống ung thư tâm hồn thứ 4 cha ơi. Con về coi lại cái sống đạo 203 nhá. Cha nói về điều thứ 3 và thứ 4 thưa bạn Phạm Thúy. Cái điều thứ 4 trong mầm mống ung thư của tâm hồn, cha nói trong cái chương trình sống đạo 203, xin con coi lại cái đó, cha không cần phải nhắc lại. Cảm ơn con. Bạn Dương Nguyễn nói, từ lúc con biết cha con toàn chia sẻ về Chúa, đợi ơn con. Bạn Jeremy Gell nói, bà nào con cũng share, ôi ghê quá. Cảm ơn các bạn. Bạn Du Xe Trọng nói, con chỉ share những bài sống đạo, con không có viết thứ tự. Bạn không biết viết cũng không sao, nhưng mà nên share. Cái điều đó không có nghĩa là Facebook chỉ toàn ngập toàn những cái về Chúa. Bạn cần phải sống cuộc đời bình thường, những niềm vui, những nỗi buồn cũng có thể share trên đó. Tôi chỉ đang nói là toàn thấy share chuyện đâu đâu không à, nhưng mà về Chúa thì không dám. Đi lễ lá cũng không dám đưa lên. Đi cuộc tử niệm thương khó cũng không dám đưa lên. Nhưng mà hãy đi tới đâu thì cũng phải check in. Bạn Hoàng Hạnh nói, thưa cha, con có người con rể đạo theo rất là ngoan đạo, nhưng dạo này nó lại mê thầy bói, con rất đau khổ. Con phải làm sao? Xin cha dạy cho con và cầu nguyện hy sinh. Xin cha dạy cho con với, con cảm ơn cha nhiều. Cái này cha không dạy được, nó có một cái lớp, nó không phải đơn giản. Có một cái lớp mà cha sẽ mở, nó gọi là Covadis. Cha đã làm được 2 chương trình rồi, và chương trình thứ 3 sẽ ở Việt Nam vào bắt đầu chiều ngày thứ 6, một cuối tuần tĩnh tâm, chiều ngày thứ 6, ngày 18 cho đến chiều ngày Chủ nhật 20 ở tại Sài Gòn. Cái chương trình đó gọi là Covadis, nó đưa những người, tức là những người thân yêu của mình đã từng là công giáo, sau khi đó bỏ đạo, và bây giờ bạn muốn đưa giúp họ trở về lại với đạo công giáo, thì đó là cái chương trình Covadis. Tức là đây không phải là một chương trình tĩnh tâm bình thường, tôi sẽ không cho các bạn đi và tôi sẽ chọn một số rất ít các bạn cần phải đăng ký. Rồi sau đó tôi sẽ có người phỏng vấn các bạn, coi các bạn có đúng đối tượng hay không. Nếu đúng thì sau đó sẽ cho các bạn đi và tôi chỉ lấy tối đa là 35 người. Và chính thức khai mạc ngày hôm nay là các bạn có thể ghi danh. Những ai muốn ghi danh xin email tên, tuổi, số điện thoại và lý do tại sao, tức là mình muốn đưa ai trở về với Chúa, về email sống đạo Nguyễn Huệ, chị Huệ ơi, chị đánh lên dùm cha, email cho cha tên, tuổi, số điện thoại và lý do tại sao mình muốn đi tham dự cái chương trình đó để đưa ai trở về với Chúa. Và sau khi đó về sống đạo công giáo @gmail.com. Sau đó cha sẽ có người phỏng vấn. Và sau khi phỏng vấn xong, nếu bạn đậu thì bạn phải đóng lệ phí tĩnh tâm của nguyên một cuối tuần đó, từ chiều thứ 6 đến chiều Chủ nhật là 400.000 đồng tiền Việt Nam. Và tôi chỉ lấy tối đa là 35 người. Tôi nhắc lại, đó là một chương trình gọi là Covadis. Là một chương trình giúp cho bạn là những người đang sống đức tin của người công giáo, đưa một người thân quen của mình, một người thân yêu chứ không phải là một người xa, một người mà chúng ta có ảnh hưởng lên, ví dụ như anh, chị, bố, mẹ, con, cái, đã từng là người công giáo, đây không phải là một câu chuyện để truyền giáo, đã từng là người công giáo, đã bỏ đạo và bây giờ chúng ta muốn đưa họ trở về với Chúa, thì đó là chương trình Covadis. Để tham dự chương trình tĩnh tâm nguyên một cuối tuần này, bạn cần phải đăng ký. Nhân võ nghe có rõ chưa? Và sẽ bắt đầu vào chiều thứ 6 cho đến chiều Chủ nhật ngày 18 tới 20 tháng 5 tại Sài Gòn, Việt Nam. Bạn cần email tên,
tuổi, địa chỉ, số điện thoại của bạn và lý do tại sao hay là ai là người bạn muốn đưa trở về với Thiên Chúa về email songdaocongiao@gmail.com. Khi bạn email về đó, tôi sẽ có người phỏng vấn bạn. Sau khi phỏng vấn đậu đúng đối tượng, bạn sẽ phải đóng lệ phí là 400.000 cho cuối tuần đó. Và tôi chỉ lấy 35 người đầu tiên, cho nên first come first serve, ai đến trước thì được trước và sau đó tôi sẽ không nhận nữa. Tôi đi với số lượng chứ tôi không đi với chất lượng. Cảm ơn bạn. Bạn có một bạn Nguyễn Hoàng Kim hỏi, hồi nãy tôi có nói về vấn đề là đưa hình, đưa avatar là Chúa là đầy lạ lên, thì bạn nói là con sợ đưa lên. Tôi hoàn toàn chống đối cái vấn đề đó. Tôi hoàn toàn chống đối. Chẳng hạn bạn có thể đưa cái hình post là một cái hình Chúa, hình này nọ được, nhưng mà cái avatar nó vẫn phải là đại diện cho mình. Bạn cần phải đưa cái hình của mình lên. Bạn phải đưa cái hình của mình lên. Hay tạm thời vì một ngày vui, ngày buồn gì đó, bạn có thể đưa cái đó lên. Nhưng mà cái thường thường, đừng để Chúa, để mẹ trên đó, mà hãy để chính mình nhá. Hoặc là chẳng hạn như ngày lễ lá, bạn muốn chụp hình lá để đưa lên, để cho mọi người nhìn thấy cái điều đó. Trong những ngày lễ lá tốt lành, nhưng mà vẫn phải có một cái hình là cái hình của mình bạn nhá. Chứ tôi hoàn toàn chống đối, cá nhân tôi là vấn đề đưa hình ảnh Chúa và mẹ lên trên avatar. Và như một cái đó là thường xuyên thì tôi không có đồng ý. Thôi để bà thư ký. Bạn Du Xe Trọng, cha không về một giáo xứ nào để giảng, bởi vì giống như cha về Covadus, là bởi vì cha không tin là một giáo xứ sẽ có từng đó người dám đi một cuối tuần. Và cha không tin là về giáo xứ giảng trong chương trình Covadus. Cha tin là họ cần phải đi tĩnh tâm một nơi nào đó, rời bỏ tất cả để gặp gỡ Chúa, thì cái đó nó mới quốc. Cho nên cha sẽ không về một giáo xứ nào giảng. Cha có thể về giảng, nhưng cha sẽ không giảng về Covadus. Covadus là một chương trình tĩnh tâm, cho nên chúng ta cần phải có cái nơi trốn để tĩnh tâm. Cảm ơn bạn đã hỏi. Bạn Teresa Huỳnh hỏi, thưa cha, con thường nghe các bài giảng của cha để hiểu biết về Chúa hơn, vậy con có Living Encounter with God không cha? Dạ không. Cái bài giảng của cha mà con nghe, nó chỉ là Listening Encounter with God, không phải là Living Encounter with God. Living có nghĩa là bạn phải sống, còn đây bạn mới đang nghe thôi, là bạn chỉ là Listening Encounter with God thôi, chứ không có Living Encounter with God. Sau khi bạn listening, bạn nghe, và bạn cần phải sống, thì cái điều bạn nghe thì lúc đó nó mới gọi là Living Encounter with God. Bạn Phụng Trà hỏi, con đang ngoại tình trong tư tưởng, con biết con có tội nhưng con không thể sống được với người chồng thờ ơ khô khan, chỉ biết vợ mình phải thế nọ thế kia với mình chứ không cần phải đáp con phải làm sao. Dạ, con cần phải bỏ ngay cái ngoại tình trong tư tưởng, đừng đổ lỗi cho chồng của con để ngoại tình trong tư tưởng, điều đó không chấp nhận được. Sau này con xuống hỏa ngục, Chúa không chấp nhận cái câu trả lời của con là bởi vì chồng con cho nên con ngoại tình đâu. Cho nên con phải làm sao đây cha? Cần phải bỏ ngay cái ngoại tình trong tư tưởng. Nguyễn Kim Hoàng, từ lúc con nghe cha giảng, con thấy mình mạnh mẽ hơn, dám tuyên xưng về Chúa hơn, dám chia sẻ những bài giảng của các cha nhiều hơn, và nữa là cố gắng giữ mình để không phạm tội. Tạ ơn Chúa đã cho con nghe cha giảng. Dạ, cảm ơn Chúa đã gửi chị đến và chúng ta cùng đồng hành với nhau. Rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Huệ đã đưa lên. Bạn Du Xe Trọng, khi nào cha có cơ hội mời cha về giáo phận Phát Diệm, con sẽ đón cha. Dạ, nếu bạn Du Xe Trọng là linh mục, bạn mời con sẽ sẵn sàng con về. Bởi vì chỉ có các cha mới có quyền mời các cha về thôi. Giáo dân mời về, tôi không về làm gì, bởi vì chả làm được cái gì cho nên tôi không về. Cho nên nếu bạn Du Xe Trọng là linh mục, tí nữa con sẽ xem, bởi không biết là có phải là cha là linh mục hay không. Nếu bạn là linh mục thì bạn mời, con sẽ rất vui mừng về giáo xứ của cha. Nhưng nếu bạn là một người giáo dân thì xin bạn nói chuyện với cha xứ của mình. Cha xứ bạn mời, tôi sẽ rất vui mừng để về. Dạ vâng. Hello, chào cha Long, cảm ơn cha Long. Và đó là những gì tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta, ngày thứ năm, chúng ta sẽ chia sẻ với chủ đề là Chúa là bữa tiệc
cuối cùng của tử tù Giê-xu. À, xin các bạn lắng nghe vào ngày mai và xin Chúa chúc lành và gìn giữ mỗi người chúng ta và xin nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giê-xu Chúa chúng ta ở cùng tất cả mọi người nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. À, và các bạn tự do share cái video này, nhưng nhắc lại một lần nữa, tôi không cho phép ai tải về rồi đưa lên mạng dưới bất cứ hình thức gì. À, cảm ơn các bạn và xin Chúa chúc lành và gìn giữ cho các bạn ân sủng và bình an. Để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa.